Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Giờ Kết Sổ của FBNC. Tôi là Quý Dương, đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Sau đây tôi xin tường thuật diễn biến thị trường ngày 13 tháng 1 năm 2015. Mở phiên, tình trạng phân hóa cổ phiếu diễn ra khá mạnh mẽ. Tuy nhóm cổ phiếu Blue giao dịch khá tích cực, nhưng vẫn không cứu index khỏi giảm điểm. Chỉ số mất mốc 605, áp lực chốt lời, áp lực chốt lời vẫn chiếm ưu thế. Trong khi đó, sàn Hà Nội đang có những diễn biến tích cực hơn. Bước vào phiên khớp lệnh liên tục, ở phía giảm là hết các mã ngân hàng cùng với ga fpt ctg masan đang giảm khá mạnh ở chiều ngược lại vinamilk vietcombank bvh là các mã nâng đỡ chỉ số nhìn chung tình trạng phân hóa cổ phiếu với đầy giảm có phần chiếm ưu thế khiến vn index trong khoảng 30 phút đầu khá giằng co với mức giảm nhẹ nổi bật là công ty cổ phần địa ốc long điền sau 3 phiên dư bán sàn với khối lượng khủng thì phiên nay đã có dư mua giá xanh với tổng khối lượng khớp hơn 700.000 đơn vị. 9 giờ 34 phút, thị trường khởi sắc sau khi Vinamilk mua 136.000 đồng một cổ phiếu, tăng 3%. VN Index tăng nhẹ 0.35% lên 607 điểm. Thị trường dần hồi phục khi số mã xanh áp đảo số mã đỏ lần lượt là 87 và 48. Thanh khoản hai sàn gần 25 triệu đơn vị, tương đương là 400 tỷ đồng. Sàn HNX Index cũng có được sắc xanh với mức tăng nhẹ với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trong HNX30 như CEO, DBC, NTP, VND, SHS. Trái ngược là sự suy yếu của cổ phiếu họp P như PVX, PVS, PVB, PVC, PXA. Tính tới 10 giờ 30 cả hai sàn giao dịch khá chẳng co quanh mốc tham chiếu. FLC vẫn là cổ phiếu nổi bật nhất khi có lượng tổng dư mua mỗi mức giá gần 10 triệu. Tổng khối lượng khớp hơn 9 triệu đơn vị. Riêng khối lượng FLC đóng góp gần 20% thanh khoản toàn thị trường. Bên cạnh FIT, SHI, CEI cùng giao dịch với khối lượng đột biến. Giao dịch trên HNX khá trầm lắng, nếu không muốn nói như ru ngủ nhà đầu tư. Hiện chỉ có hai mã giao dịch trên 1 triệu đơn vị là KHB và SCR, nhưng KHB thì lại giảm gần sàn. Đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng nhẹ 0.09% lên 606 điểm. HNX-Index giảm 0.02% về 81.05 điểm. Thanh khoản hai sàn 70 triệu đơn vị tương đương 1.280 tỷ đồng. Mở cửa phiên chiều, nhóm cổ phiếu tăng trong phiên sáng tiếp tục dẫn dắt VNS gia tăng nhẹ. Song song đó, nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng giao dịch khá tích cực, giúp cho thị trường giúp cho thanh khoản thị trường gia tăng. Thị trường khá hưng phấn, cụ thể trên HOSE nổi bật là BMP tiếp tục gia tăng sát mức giá trần nhóm Blue Chip thể hiện rõ sự dẫn dắt khi Vinamilk, BVH, FPT, Vincom tăng khá là mạnh. Một số cổ phiếu đầu cơ cùng giao dịch sôi động như là FLC, FIT, DLG, OGC hay cổ phiếu cơ bản tốt như KBC, DAG, Đảng Phú Mỹ, GMD. Đợt bùng nổ bắt đầu từ khoảng 13 giờ 40 phút. Khi nhóm vốn hóa lớn gia tăng dần dắt thị trường như Vinamilk, FPT, BVH, Vincom, Vietcombank BMP, CTG, đạm phú mỹ, GMD với khá nhiều blue chip tăng mạnh, sàn, HNX index cũng cùng chung diễn biến, PLC, VCG, VND, CEO là các mã tiêu biểu với mức tăng mạnh. Không những gia tăng về giá thanh khoản mà độ rộng thị trường cũng khá tốt. Toàn thị trường có số mã tăng áp đảo với 232 mã và chỉ 178 mã giảm. Với tất cả yếu tố này cho thấy sóng tăng đang quay trở lại. Phiên hôm nay khối ngoại tiếp tục bán ròng 108 tỷ trên HOSE và 3 tỷ trên HNX Index. Kết phiên 13 tháng 11, các chỉ số đóng cửa ở mức giá cao nhất trong phiên. VN Index bứt phá tăng gần 6 điểm, tương đương 0.94%, dừng ở mức 611.27 điểm. HNX Index tăng 0.62% tại 81.62 điểm. Như vậy, nay là phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp sau 4 phiên giảm điểm. Với khối lượng tăng đột biến so với trung bình 20 phiên, tôi cho rằng với diễn biến như vậy sắp tới thị trường sẽ biến động mạnh theo chiều hướng tích cực tôi quý dương tường thuật từ sàn giao dịch chứng khoán phú hưng